có một lần thì mình đi sửa điện ở một cái nhà đó đó mà cứ bật cầu dao lên là nó sập xuống bật cầu dao lên sụp xuống mà trước đó thì cũng có mấy người thợ vô sửa rồi mà không được đó nên thầy mò vô sửa và chỉ tích tắc thôi trong vòng khoảng 10 phút thôi mình phát hiện ra được cái ban bệnh đó và giải quyết tiền cho chủ nhà thì cái 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 cách sửa như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn xem ngoài những cái cái, cái 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 cách sửa đó các bạn còn mở rộng thêm nhiều cái cách sửa khác nữa do cái cái, cái 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 sự phân tích của mình ở sau cái video này. Thì chắc dám chắc luôn là các bạn xem cái video này rồi là các bạn hiểu được cái nguyên lý vận hành của cái điện. Điện là electron city. À, điện tử là là electronic Thì điện và điện tử nó liên quan với nhau nên các bạn biết sửa điện tử thì cũng phải biết sửa điện nhà chứ đúng không? Đó thì à, không ngần ngại gì bài cho các bạn xem để các bạn biết cách xử lý à, xử lý nó không đơn thuần là nó hư cái công tắc đâu không đơn thuần là hư một cái bóng đèn là trong nhà không đơn thuần là nó chạm và cái cách xử lý nó với trình tự lưu dít với nhau thì các bạn có thể sáng chế kháng chế ra được cái cách sửa nó nó hiệu quả và nó an toàn nhất ok bây giờ mình sẽ đi vào bài học nha các bạn rồi bây giờ bắt đầu mình vô mà thực hành nha thì à, các bạn biết đây là ở trong thiết bị trong nhà mình á nó gồm có chẳng hạn như bây giờ à, mình vẽ ra cái ngôi nhà cho các bạn xem nha đây cái ngôi nhà chẳng hạn như là gì đây ha đây đây là cái mặt mặt tiền nhà nha mặt tiền nhà là cái cửa cái cửa đi vào này nha cái cửa đi vào là đây đây cái cửa cái cửa nè cái cửa đi vào thì ở trong đây nó có một cái phòng khách nè phòng khách nè rồi ở đây là cái phòng phòng ngủ nè rồi đây là cái nhà vệ sinh nè rồi đây là phòng ngủ nè rồi ở đây là một cái bếp nấu ăn nè bếp nè đó thì trong cái nhà này nè có rất là nhiều cái ổ điện đúng không các bạn ổ điện và cái đường điện của mình ngoài đây là cái cột điện nè nha cái cột điện nè đây là cái cột điện đó đó cột điện này ở ngoài ở ngoài lộ đó sẽ đưa đường điện vô trong nhà mình á đó. đó sẽ đi đưa đường điện vô trong nhà mình nè ví dụ rồi nha vô nhà mình rồi thì trong đây nó sẽ có hai ba dây ha chữ L nè và chữ N nè và cái này sợi dây rau nè đây này là sợi dây để mà nó đất á thì vô trong đây là hai sợi thì vô trong nhà của mình á thì sẽ qua cái đồng hồ đúng không qua cái đồng hồ thì thì cái sợi dây L này nè nó sẽ chạy dài khắp ở trong nhà mình à, qua những cái cầu dao CB chẳng hạn như bây giờ cái mạch điện đó, đó mình sẽ vẽ ra cho các bạn xem cái mạch điện nha ví dụ như đây là cái qua cái đồng hồ này ha rồi đi xuống đi xuống đây là cái đường này nè là nè cái này là đầu vào nè là là cái đồng hồ nè đồng hồ nè là cái cb á rồi qua cái cb nè ha cb ha rất cỡ ừ. rồi xuống đây và đi vô trong cái nhà của chúng ta vô cái nhà thì bây giờ vô cái nhà này á thì nó có nhiều phòng phòng như thế này nè có nhiều phòng thì thì vô trong đây là có nhiều phòng nha thì cái đường này thì chẳng hạn như vô phòng ngủ đi à, đường chính nè đường chính này sẽ trẻ ra được đường này ha vô phòng ngủ này ha rồi nó phải qua một cái cb nữa à, qua cái cb nữa thì đây là vô phòng ngủ nè ngủ nè rồi tiếp tục rồi qua một cái CB lớn hơn ha đó vô phòng khách đó phòng khách phòng khách rồi tiếp tục qua cái CB lớn hơn nhỏ hơn nữa hay là gì đó đó qua một cái CB nữa à, qua tới này là phòng no phòng bếp đó bếp đây vậy hơi xấu rồi về tới đây là phòng à, toilet toilet rồi như vậy thì các bạn thấy nè cái đường điện chính của mình nè cái đường này là đường điện chính nè đường điện chính nha đường điện chính đường điện chính điện chính có nghĩa là à, đường đường dẫn chính đi vào á à, đi vào qua cái cb lớn rồi sẽ chia nhiều cái cb cb nhỏ qua những cái phòng thì bây giờ cái cb này nè nó bị sập xuống à, nó bị ốp nó bị ốp nó bị ốp xuống hoài à đó do trời mưa ha trời mưa tác động với trời mưa tờ trời mưa trên cái ngôi nhà mình đó. mưa xuống nè mưa xuống làm cho ẩm thấp làm cho cái đường dây điện chúng ta ẩm thấp mà à, và bị ướt thì phải làm sao để kiểm tra được à, khi mình bật cái cầu dao này là nó sẽ bị à, nó bị sập xuống hoài à có nghĩa là mình khi mình bật lên nó bị sập xuống, bật lên bị sập xuống. thì trước tiên mình phải làm sao để kiểm tra cái ngôi nhà này á, mình sửa được, à cái đường điện này, đó. thì có một lần á là thầy mò sẽ có bị một cái trường hợp như thế này. có nghĩa là bật lên là bị cập xuống. thì trước tiên á, trước tiên á là mình sẽ đi tất cả các thiết bị này nè, nè, các thiết bị này này ha, cái thiết bị này, à trên phòng này nè. Này thì mình trước tiên á là mình sẽ coi những cái thiết bị trong phòng này có cái cái nào nó bị chạm hay không. Nó bị ngắn mạch hay không. Ngắn mạch là gì? Ngắn mạch có nghĩa là nó bị chạm. Ở trong đây á nó sẽ có một cái đường này nè, với một cái đường này nè nó sẽ chạm với nhau. Đó. Hoặc là đường nhỏ nhỏ này nè nó sẽ chạm với nhau. Hoặc là đường ở sau này nè nó sẽ chạm với nhau. Sau cái CB này nha, cái này là CB nè. CB nè. CB nè. CB nè. CB nè. Rồi là rất cờ đó thì những cái cb này nè nó chạm ở đằng trước này cũng cũng có thể chạm ở trước này cũng có thể chạm ở trước này cũng có thể chạm trước có thể chạm ở đây cũng có thể chạm ở đây cũng có thể thì trước tiên mình phải làm sao mình phải tắt các thiết bị rút các thiết bị trong phòng tại vì ở đằng sau của cái cb này nè à ở đằng sau của cái cb này nè các bạn biết không ở đằng sau của cb này nè Bây giờ chẳng hạn như ở đây là à ở đây là chỗ cái nhà kho này ha nhà kho đi qua một cái cb nữa nè đó, CB nhà kho. Nhà kho. Thì chỗ CB nhà kho này nè, nó có một cái nó có những cái gì? Ổ điện nè. À, nó đi sẽ đi vô cái ổ điện nè. Đó, ổ điện nè. Rồi. À, nó đi vô trong cái gì nữa? Đi vô trong cái tivi nè. À nhà kho không có cái tivi chỗ nữa ha, tivi, tivi nè. Rồi đi vô để làm cái gì nữa các bạn? Đèn, đèn đúng không? Đèn nè, đó, đèn đèn nó nói tiếp qua nhiều nhiều loại đèn ha là đèn nè led nè ha led nè ha thì đây là một cái cái nhánh cái nhánh nhỏ mà điện nó đi qua trong cái, cái đường lớn nè cái đường lớn này nó sẽ đi qua cái cái cb lớn cái cb tổng của cái nhà kho à các bạn hình dung được không nha đây là cái cb tổng đầu tiên cb tổng đầu tiên đó đây là cb tổng đầu tiên sẽ đi cái này cái đồng hồ nè đồng hồ nè đồng hồ đồng hồ điện á có cái nó để ngoài lộ có cái để trong nhà ha cái đồng hồ điện các bạn không biệt nữa ha sẽ đi đường điện xuống cái cb tổng đầu tiên có rắc cờ đầu tiên bự to cái thường thì nó khoảng cỡ sáu sáu chục ampe này ha đến 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 là 100 trăm tùy theo cái nhà của mình sử dụng nhiều hay ít rồi đi hai cái đường điện chính đi vào trong nhà của chúng ta để trong đây song song thì nó sẽ có ba đường nha nhưng mà thường thường thì nó thường á thông thường á thì ở việt nam thì chỉ dùng hai đường thôi còn ở trong nhà mình nó sẽ nói rất riêng thì sẽ có hai cái đường này nè đi xuống cho một cái phòng ví dụ đây phòng này nhà ngủ nè thì qua một cái cb khác rồi ở đây nó có hai sợi dây điện đi ra để cấu cho tivi đồ máy quạt gió rồi này kia đó ở đây cũng vậy phần khách nó cũng y chang nhau đó. trong đây cái nhà kho thì mình sẽ kéo cái nhà kho xuống này ha nhà kho giờ mình có ổ điện nè tivi nè led nè rồi quạt nè đó rồi thêm thêm quạt nữa đó. thêm cái quạt nữa nè. nè quạt đó quạt thì đây là những cái ổ cắm ở trong nhà mình cắm quạt cắm loại này kia đó thì nó có thể là gì một trong những cái thiết bị này nó bị chạm với nhau nó chạm với nhau nó ngắn mặt với nhau đúng nghĩa là nó chập mạch với nhau nó hư mạch điện tử ở trong này nè những cái mạch điện tử ở trong này nó bị hư ví dụ cái bóng đèn đèn, đèn led của chúng ta bóng đèn led này nè nó cũng bị hư nữa đó, bóng đèn led nó cũng bị hư nữa ví dụ như cái bóng đèn led nó bị chập con con ic trong đó là khi các bạn khi các bạn mà gì khi các bạn mà thấy nó chập gì á mở công tắc ở đây nó cũng bị hư đó mà ví dụ như mình là mình hỏi chủ nhà là lý do tại sao mà mà bị bị sập cầu dao này hoài có nghĩa là mình bật lên nó sập xuống bật lên nó xuống lý do thì người ta sẽ trả lời những câu hỏi như sau thứ nhất tự nhiên tự nhiên nè cái câu này là cái câu này là hay trả lời nhất tự nhiên nó hư hà nó hư hà đó thì bây giờ mình phải hỏi câu thứ hai đó là gì nó hư hư lúc nào lúc nào rồi rồi thứ ba nữa mình hỏi nữa là trước đó có trời mưa không trước đó có trời mưa không trời mưa 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 không thì bây giờ những cái câu hỏi này á là mình hỏi người ta mình hỏi là lý do tại sao hư không lý do lý do tại sao hư tại sao bị vậy ha lý do tại sao bị vậy với cô chú gì cậu mợ anh thím ha à, em đó hay là hot girl gì đó vì tự nhiên nó hư à đó thì câu này trả lời thường xuyên nhưng mà mình phải hỏi thêm nè hư lúc nào vậy hư lúc nào vậy thì hư lúc nào thì người ta trả lời là hư hôm qua hôm kia hay cái tuần nay rồi à đối với những cái những cái này sau này mình sẽ hỏi nhiều cái thiết bị mình sửa cũng vậy nữa nha còn cái này là mình sửa nguyên cái hệ thống điện nó bị sụp cầu dao xuống thôi nó rất là nó, nó rất là nhiều khê chứ không phải đơn giản đâu rồi bây giờ trước tiên á thì mình hỏi có trời mưa hay không nếu có trời mưa thì mình sửa khác nha à khác tí xíu để cho nó nhanh nhiều bạn kiểm tra cái nhà này á, sửa cái cb này đó. cả mấy ngày chờ luôn không được luôn thậm chí bỏ chạy làng luôn đó là mình đã thấy luôn đã mình đã thấy rồi và mình đã vô một cái nhà đó ra mình sửa là mình cứu cứu lại cái những người thợ đó ha, là, là, là 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 đã bỏ chạy đó là vậy không phải hư cb này nha các bạn đã nhưng mà nó cũng có nguyên nhân cái cb này bị hư nữa đó vậy rồi như vậy thì các bạn tắt hết các cb này nè nè các bạn tắt đó nè đầu tiên các bạn tắt cb đầu tiên nè cb tổng của một phòng hai phòng ba phòng bốn phòng năm phòng các bạn tắt ok chưa đó thì đầu tiên thì mò chạy tới tắt hết năm cái này à bước đầu tiên sửa này nha bắt đầu sửa đầu sửa rồi bước đầu tiên là tắt hết các cả cb tắt hết các cb nha. hay gọi là rắc cờ đó Rắc. à, rắc cả Đó Tắt hết các cả CB này Thì Đầu tiên mình cắt hết cái thả CB này Để coi nó có Có Tắt hết CB này Thì phần trong đây nè Nó chạm á Thì nó không ảnh hưởng gì hết Các bạn hiểu không Cắt hết cái CB này Chỉ có việc ở bên ngoài nó chạm thôi Dây chính ở bên ngoài nó luồn dưới đất Nó luồn ở trong ống đã khi có trời mưa này kia nọ nó ẩm thấp thì nó sẽ bị hư như vậy thì khi chạm ở đường bên ngoài này nè cái đường mà không có những cái CP ở trong cái phòng ngủ phòng cắm thì cái đường chính này nè là mình cô lập đầu tiên nhất là mình tắt hết CP này rồi bây giờ mình bật cái CP này siêu tổng lên coi làm sao bật lên thì ví dụ như mà có hai trường hợp xảy ra hai trường hợp xảy ra hai trường hợp xảy ra đó. một là nó được à, nó được thì mình mình kiểm tra như thế nào mình sửa như thế nào và nó vẫn y như cũ nó cũng sập xuống thì mình kiểm tra như thế nào và cách sửa như thế nào rồi cái trường hợp đa trường hợp à, hai trường hợp nè một là gì C, à, cb cb tổng nè cb tổng à, ok à, ok thì mình phải quyết định là cái đường dây này nó nó bị nó bị hư thì phải sửa làm sao ví dụ như một cb tổng ok thì mình suy ra nè đường dây đường dây tổng hư. Đường dây tổng hư. Thì đường dây tổng hư này nè, các bạn biết không? Đường dây tổng hư này nó đã bị chạm ở trong cái cái gì? Ở trong những đường ống, ở trong những cái CB. Chẳng hạn như đường dây tổng này nó không có CB nào hết và có cái CB này thôi thì bây giờ mình thay cái CB này. Kiểm tra thay cái CB này trước nhiều khi cái cb này nó bị đánh lửa nó cũng bị tắt ha à? như vậy thì kiểm đường dây tổng hư nè và suy gan cái nữa là cb nè cb tổng hư nè đó cb tổng hư như vậy thì hai cái này á là mình phải kiểm tra mình test nó và và mình sẽ thay thế nó thử xem coi nó có bị nó bị hư cái cb tổng không thay cb tổng mà nó vẫn còn à, vẫn còn ốp nữa mở lên tắt xuống mở lên tắt xuống hoài như vậy thì cái đường dây chính của mình nó bị hư. Thì đường dây chính của mình bị hư thì mình phải kiểm tra xem những cái bộ ổ điện ở trong nhà mình có những cái mối nối ổ điện đó, xem coi nước mưa nó xuống nó ẩm hay không, phải đi vòng vòng nhà như thế nào đó. Và cái trường hợp bí nhất à đi vòng 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 nhà để mình thay thế để mình à, những cái tiếp xúc mối nối rồi này kia nó sẽ chạm với nhau. Đó à, mình sẽ kiểm tra hết cái cả nhà này chứ mình không có đi vô trong từng phòng mình kiểm tra nha. Cái trường hợp này là không đi vô từng phòng kiểm tra. Tại vì mình cúp CB ở tại đầu ngõ của cái phòng rồi, đúng không? Thì ở trong đây nó dù có chạm có gì nữa nó cũng không có. À nó không liên quan gì hết á. À cúp cúp là CB là, là nó không liên quan gì ở bên ngoài hết trơn á. Các bạn hiểu không? À. Rồi như vậy thì bây giờ cách thứ nhất đó là gì? Đó là kiểm tra các đường dây này để mình thay thế. Đó, thì có trường hợp thầy mà bị cái trường hợp như thế này. À, thì cái kiểm tra cái đường này nè kiểm hoài không thấy tại vì nhà người ta nhà lầu hai lầu mà người ta bị âm tường nữa đi âm tường nữa điện nó đem đi tường kiểm tra rất là khó các bạn biết không không khó thì để để mà cho người ta có ánh sáng trong trong đêm á thử coi như, như thế nào á, thì bắt đầu à, mình chữa cháy á, thì thì nhà nhà của ta nhà hàng mà buôn bán mà thì bây giờ hai cái đường này nè mình sẽ giải quyết như thế nào hai cái đường này nè đây là dây l nè đây là dây à, nè thì hai cái đường này á thì thầy mò đảo nó lại cái chỗ cp này nha cái chữ cp này nè đó mò đảo nó lại đảo nó lại à đảo nó lại thì bật cp lên thì nó không có không còn nhảy nữa đó như vậy thì cái cách thứ nhất để mình test đó là đảo hai cục dây này lại đảo hàng dây này lại mà CB nó không có có nhảy thì mình quyết định ra đó là gì đó là mình quyết định là gì cái đường dây này nè do ẩm do ẩm đường dây do ẩm nè đường dây chính dây chính do ẩm thấp Đó. cũng có thể là nó đi trong ống á, người ta khoan hay là nước nó ngập vào hoặc là kiến nó vô trong cái đường ống và cái sợi dây á, ở trong đường ống nó à, nó sẽ bị mục bị nứt và à, bây giờ mình sẽ biến là dây lửa thành dây ngụ dây ngụ thành dây dây lửa để xem coi thế nào thì nó không còn nó không còn có nhảy cầu dao nữa nó không còn nhảy cb nữa thì ok thì lúc đó mình sẽ kiểm tra sau đó qua ngày thứ hai thì thầy mọi mới mới kiếm cái đường dây đó để mà xử lý nó còn xử lý trong đêm đó là gì đảo dây lại thì mình biết được cái đường dây chính này mình sẽ tập trung vô đường dây chính này mình mình sửa và đào hớ móc môi nó lên để cho biết được cái sợi dây nó nằm ở chỗ nào bằng những cái thiết bị chẳng hạn như là rà điện như thế nào đó à, thì mình sẽ nó tính sao coi cái trường hợp mà cái đường dây chính này nè các bạn biết không đường dây chính này nè mà khi cấp cầu giao của những cái thứ này mà đường dây chính mình mở lên thì nó ok à, nó ok nó ok thì sao nó ok thì sao các bạn à nó ok thì thì cái đường dây chính này nó không bị hư à nó không bị hư cái đường dây chính này không bị hư à trở lại cái này nãy em sorry đi nha đường cb tổng ok là trường hợp thứ nhất nè à, là cái cb tổng bị tắt nha cb tổng cb tổng tắt ốp yeah. rồi như vậy thì cái trường hợp thứ hai đó là gì trường hợp thứ hai trường hợp hai nè hay à, hai đó là gì khi cb tổng cb tổng nè là ốp à, ốp ha có nghĩa là bật lên nó tắt mà bây giờ là on nhé on bật lên thì lúc nào nó cũng on nó, nó không có nó không có bị gì hết như vậy thì mình sẽ quyết định được là những cái cb một hai ba bốn năm cái cb của năm phòng mình nè ở đằng sau nó có vấn đề à, ở đằng sau nó có vấn đề thì bây giờ bắt đầu mình cho người nha sửa cái này thì các bạn có hai người dùng điện thoại hay bộ đàm gì đó không biết bật cái cb đầu tiên nhất hoặc là nếu của mình bạn thì cũng phải chịu khó vô phòng thứ nhất bật cái cb này lên tất cả cb này đang tắt nha bật cb đầu tiên lên À ở phòng ngủ lên, mở cái CB. Bả CB tổng lên xem có nó có có sập xuống nữa hay không. À, nếu mà nó tắt nữa thì CB cái cái phòng một này nè là không bị hư. Rồi bắt đầu mình mở cái phòng hai, mở lên. Có nghĩa là bây giờ phòng 1 mình mở lên, đúng chưa? À, này nè các bạn hơi 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 bị ấy nè, giảng lại nha. Bây giờ nếu mà trường hợp số 2 CB tổng ở nút on nhé yeah, on thì bây giờ mình qua cái phòng ngủ mình bật lên nó vẫn on thì cái này nó là không có bị hư qua phòng thứ ba bật lên on nó không bị hư bếp bật lên on nó không bị hư toilet bật lên nó vẫn on luôn nó không có bị sụp cô da xuống nó không bị hư nhà kho bật lên cái nó tắt bật kho bật lên nó tắt thì chứng tỏ là cái cb này à có vấn đề cb này bị hư hoặc là tất cả những cái thiết bị ở trong đây nè có một cái nào nó bị chạm thì mình phải phân ra từ từ thì bây đang nắm mấu chốt này rồi phải không bật tất cả cái cp này lên không có bị sập xuống nữa mà tại sao cái cp này nó bị sập xuống thì bây giờ cái cp này là trong nhà kho nè mình mới kiểm tra cái cp này nó có bị hư không thay thế cái cp này ra à, thay thế cp thay thế cp à, thay thế cái cp có nghĩa là rocker ha à, cái rocker này nè thay thế cái cp đầu tiên trước À, đầu tiên rồi sau đó mà thay thế cp này rồi mà nó vẫn còn sụp cầu dao xuống nữa thì các bạn hãy biết là bên trong này có những có thứ bị hư chẳng hạn như cái quạt nó bị cháy cái motor nó bị cháy hay là gì đó các bạn phải rút điện ra hết tất cả rút điện ra hết của cái thiết bị này nếu mà nó còn cp này nó còn vẫn còn sập à, có nghĩa là cái cp này là một cái cp có thể là mình gắn cao hơn tại vì khi nó đây nó chạm nhẹ thôi ví dụ như các bạn có thể là gắn cái cbm à, có nghĩa là gắn cb chạm chống giật á đặc biệt là cái cb chống giật nó nó hay nó hay bị sập xuống lắm à, nó hay bị sập xuống mà sập xuống rồi thì nó cũng sập thương này luôn à, nó 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 chạm nhẹ cái là nó cũng nó cũng nhảy như vậy thì ở trong đây nó không nhảy mà ở ngoài đây nó nhảy là thì lý do mình gắn cái cb này nó cao quá mình phải coi cái phòng mình bao nhiêu ampe thì mình gắn thôi thông thường khoảng hai chục đến ba ampe cho một cái phòng nhỏ nhỏ như thế này thôi đó nếu mà có motor nữa thì phải ba chục thì mình sẽ coi những cái thiết bị trong đây là có cái thiết bị nào bị chạm hay không mình rút ra hết thì bây giờ mình rút ra hết thiết bị điện tử rồi bắt đầu mình bật cái cầu dao này nè cái cb này nè lên hả à. nhưng mà mình bật cái cầu dao chính nó không có bị sập xuống nữa thì bắt đầu mình gắn lại nhiều cái thiết bị mình gắn vô nhiều khi cái tivi nó bị hư cái quạt nó bị hư đó thì nó mình cô lập như vậy thì mình sẽ biết được từng phòng của mình nó bị hư chỗ nào chứ đầy một chục cái thiết bị, đầy một chục cái thiết bị, chạy chục thiết bị, đem một chục thiết bị, đem chục, chục, chục thiết bị, biết đâu mà rờ, biết đâu mà để mà 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 mình mình sửa chữa được thì rất là khó khăn trong việc sửa chữa. bằng cách là mình phải ngồi, mình phải vẽ lên cái sơ đồ à, sơ đồ để mình biết được cái phòng nào phòng nào. hoặc là nếu trong đầu mình đã định hình rồi thì mình có thể đi vào mình bắt tay mình sửa thôi. nhưng mà sửa theo cái cách của thằng mò thì các bạn sẽ đi nhanh, rất nhanh luôn. một thợ mò cả một ngày trời, không biết đường nào đường nào hết. thì bây giờ mình mình là người có có có, có có kiến thức có trình độ mà đã học được qua bài này rồi thì bây giờ mình sẽ lấy cái bài này ra để mình áp dụng để mình kiếm tiền đúng không rồi xin chào các bạn nữa nha gặp các bạn đón video sau nhớ bấm dùm một like để video được đề xuất cho nhiều người cùng xem có anh chú bác à, gì cầu cậu mở gì các bạn có thể share chia sẻ nha